Ngoài những mẫu gầm keo thì bên em còn khá là nhiều những mẫu sedan phân khúc B, cỡ C, cỡ D. Ngày hôm nay thì em lên sóng cho anh chị một mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ B, chiếc Hyundai Accent. Và phiên bản Hyundai Accent này là phiên bản số tự động, được sản xuất năm 2021 với phiên bản động cơ 1.4 này. Form dáng thiết kế trẻ trung hiện đại và xe cũng được trang bị khá là nhiều option. Vậy chiếc Hyundai Accent này có được trang bị gì cũng như là chất xe còn ra sao sau vài năm sử dụng thì mời quý anh chị cùng em tham khảo chi tiết về ngoại nội thất của chiếc xe. Form mới của Accent thì thiết kế mặt ca lăng góc cạnh và thiết kế sắc sảo hơn khá là nhiều với các chi tiết mạ chrome và giả kim cương ở chi tiết mặt ca lăng. Logo Hyundai thì vẫn đặt chính giữa, tăng sự nhận diện thương hiệu cho chiếc xe, nhưng mà chi tiết mặt ca lăng thì đẹp hơn khá là nhiều so với form cũ rồi. Hệ thống chiếu sáng của chiếc Accent này được trang bị đèn bi, gương cầu thủy tinh và có tính năng tự động bật tắt, thêm giải led định với ban ngày được trang bị trên mẫu Accent này rồi. Chi tiết đèn gầm thì được nâng cấp lên là đèn bi cầu thủy tinh siêu sáng với chế độ đi ban đêm. Đi sang hệ thống chiếu sáng ở bên cánh lái, mọi người tôi quan sát rằng sau vài năm sử dụng, các chi tiết đèn còn rất là sáng trong, không vẩn đục ố mờ này. Mặt ca lăng phần đầu thì rất là đẹp, cũng như là các chi tiết phía bên dưới được ốp mạ chrome sáng bóng, tôn thêm cái vẻ lịch lãm sang trọng cho mẫu Hyundai Accent này rồi. La răng được trang bị một bộ la răng phay đa chấu thể thao, thiết kế rất là đẹp. Và chi tiết mặt la răng thì khá là mới, gần như không có một vết xước nào trên cái mặt la răng này rồi. Phanh ABS chống bó cứng thì được trang bị đầy đủ trên 4 bánh. Mọi người có thể quan sát là bộ lốp mới này thì có rãnh lốp còn rất là sâu, chúng ta có thể sử dụng thời gian khá là dài nữa mới phải thay thế bộ lốp này. Gương chiếu hậu chỉnh cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và phiên bản số tự động này được trang bị thêm tính năng mở cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Phần viền mạ chrome sáng bóng này, phần viền kính phía bên ngoài cũng được nhấn nhá với các chi tiết mạ chrome, tôn thêm cái phần hông xe rất là nổi bật rồi. Nội thất phía bên trong của chiếc Accent được trang bị với tông nội thất ghế da hai màu đen kem, đen và kem kết hợp này. Các chi tiết chỉ trắng nổi bật trên cái phần ghế của chiếc xe. Mọi người thấy quan sát thấy rằng chi tiết má ghế cũng như là đệm ghế rất là căng. Chất liệu nội thất của chiếc xe này còn rất là đẹp, có lỗ thông hơi tạo cảm giác thoải mái ngay ở phần đệm ngồi cũng là như là phần đệm lưng này, tựa đầu rất là căng cho mọi người. Trên vô lăng bọc da thì được chủ cũ trang bị thêm một cái vỏ bọc vô lăng cùng màu nữa, khá là đẹp với phần viền rất là đẹp này. Các chi tiết đục lỗ tạo cảm giác thoải mái cũng như là giảm ra mồ hôi tay khi vận hành. Chế độ ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng được trang bị trên chiếc xe này rồi. Túi khí an toàn này, logo Hyundai thì đặt chính giữa, các cái logo này rất là dáng sáng nhá, chưa có bong chóc hay là xước sát một chút nào. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa được trang bị tự động trên phiên bản AT. Hệ thống chống trơn trượt này, quanh cửa gió điều hòa thì diện tích mạ chrome phần viền khá là lớn, rất là nổi bật cho phần nội thất của chiếc xe. Cửa gió điều hòa thì dễ dàng điều chỉnh rồi. Con này 2021 và lăn bánh hơn 4 vạn một chút thôi mọi người nhá. Màn hình giải trí thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên màn hình giải trí Android cỡ lớn rồi. Màn hình này thì đã được tích hợp tất cả các tiện ích giải trí FM, radio, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường, GPS đầy đủ cho mọi người rồi. Đề nổ thông minh Startop, điều hòa chỉnh cơ và các cổng kết nối USB hay là cổng sạc 12V trang bị đầy đủ trên mẫu xe này rồi. Quanh củ số bọc da này, các chi tiết để ly, để đồ cũng được mạ chrome phần viền, tăng sự sang trọng cho chiếc xe. Chiếc xe này thì được trang bị rèm che nắng, tích hợp luôn gương trang điểm mọi người nhé. Có tích hợp gương trang điểm trên cái tấm rèm che nắng rồi. Trần nỉ màu kem này, tăng thêm cái sự thoáng đãng cho cái phần khoang nội thất của chiếc xe này rất là nhiều. Và đây là các chi tiết con ốc ở phần cột A mọi người nhé. Màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất còn rất là đậm cho mọi người, không có dấu hiệu cậy mở. Các chi tiết keo chỉ xung quanh xe, nét zin, nét căng cho mọi người này. Còn ốc ở phần cột B mọi người quan sát, không có dấu hiệu gì xét cũng như là không có dấu hiệu cậy mở. Ốp bậc thì được ốp bậc cái màu tối này, rất là sạch sẽ cho chúng ta và bảo vệ cái bậc lên xuống chống xước cho phần cửa của chiếc Accent này rồi. Chi tiết phần táp ly cánh cửa thì mọi người thấy rằng là các chi tiết ốp nhựa này còn rất là đẹp, không một vết xước này. Tay mạ nắm cửa mạ chrome sáng bóng, các phím bấm sắc nét, không bong chóc hay là hao mòn một chút nào rồi. Vị trí để chai nước hay để ly nước và thêm một chút để đồ rất là rộng rãi cho mọi người. Các con ốc ở phần cột, con ốc ở phần táp ly này, ba con ốc không có dấu hiệu cậy mở nhá, không có dấu hiệu gì xét nữa này. Tiếp theo là vị trí thất phía sau của ghế lái. Mọi quan sát này, vẫn là bậc lên xuống nó ốp đầy đủ cho mọi người và các phần ghế của xe. Xe này là xe gia đình nhá, cam kết là xe gia đình cho mọi người.
Nên chất xe, nội thất ghế còn cực kỳ đẹp. Các phần đệm lưng cho hàng ghế sau này, hàng ghế này cực ít sử dụng rồi nên đẹp hơn rất là nhiều. Mọi người thì quan sát là 2021 chất xe đẹp tuyệt vời cho mọi người. Chắc chắn thì bên em cam kết chiếc xe này không qua dịch vụ cho mọi người nhé. Cửa xó, điều hòa, trang bị đầy đủ cho hàng ghế phía sau. Ba tựa đầu cả ba vị trí ghế cho một hành trình dài thoải mái cho cả những người ngồi phía sau rồi. Túi để đồ này. Xung quanh phần cửa keo chỉ còn nguyên zin nguyên bản cho mọi người. Phần táp ly cánh cửa thì kết hợp hai tông màu hài hòa nhã nhặn với tông màu đen kem. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này cũng như là phím chỉnh kính lên xuống sắc nét. Phía sau thì cũng được trang các con ốc cũng không có dấu hiệu cậy mở. Keo chỉ xung quanh xe này. Không mất một phần keo chỉ nào cho mọi người nhé. Về form dáng phía sau của chiếc Accent này thì mọi người quan sát là cái cặp đèn hậu ôm trọn phần hông xe khá là nổi bật. Phía sau được trang bị thêm cam lùi và cảm biến cảnh báo va chạm, được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm an toàn rất là cao này. Phần viền phía bên dưới này được mạ chrome này, phần đầu cũng được mạ phần viền chrome phía dưới và phía sau này thì nó mảnh hơn, tinh tế hơn khá là nhiều. Các chi tiết phía sau của chiếc Accent này khá là sắc nét cho chúng ta. Và đây là chi tiết khoang cốp của chiếc xe mọi người nhé. Chúng ta có thể để vừa hai vali cỡ trung, cũng khá là rộng rãi với một mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ B rồi. Xung quanh thì các chi tiết nỉ xung quanh rất là sạch sẽ, cũng như là cái khoang cốp này rộng rãi và ít sử dụng nên rất là sạch sẽ. Phía dưới này là vị trí chứa lốp sơ cua và bộ dụng cụ sửa chữa này. Khoang chứa lốp sơ cua thì cũng rất là sạch sẽ nhé. Không có dấu hiệu gì xét. Chất lượng xe còn cực kỳ đẹp cho mọi người. Các chi tiết con ốc này xung quanh cũng như là đường ống, keo chỉ này, tấm nỉ này sạch sẽ và rất là mới, một chiếc xe rất là đẹp. 2021 thì trải qua do 3 4 năm sử dụng thì chất liệu xe còn rất đẹp này, các con ốc này. Mọi người để quan sát nhá. So với Accent với Vios và chiếc Honda City thì Accent có giá thành dễ tiếp cận hơn nhiều và option thì được trang bị khá là nhiều, form dáng trẻ trung hiện đại. Đó cũng là lý do tại sao chiếc Accent được khá là nhiều khách hàng ưa chuộng. Các con ốc đánh dấu ở phần táp ly cánh cửa sau vị trí ghế phụ này, cũng như là phần ốp nhựa rất là đẹp, rất là mới. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng, phím chỉnh kính lên xuống và hệ thống âm thanh của xe. Các con ốc cột B phía bên sau ghế phụ mọi người nhé, không có dấu hiệu cậy mở, không có dấu hiệu tháo dỡ này. Tay túi để đồ cũng như là nội thất cho vị trí ghế phía sau. Với hai tông màu này, ghế sạch sẽ này, màu đen kem này kết hợp rất là sạch sẽ, cũng như là phần chỉ trắng này càng nổi bật thêm cái phần nội thất cho chiếc xe này. Cuối cùng là đến vị trí ghế phụ, mọi người thì quan sát cái phần ghế phụ của xe này. Trước tiên là trên cái phần táp lô trước này. Táp lô thì vẫn là viền mạ chrome sáng bóng cho cửa gió điều hòa rồi, và khoang chứa đồ. Chúng ta có thể để giấy tờ, dụng cụ cá nhân. Đây là xe gia đình nên gần như là chất liệu xe còn rất là đẹp. Phía trên táp lô này còn được trang bị thêm cả một tấm lót vừa chống xước vừa tăng tính thẩm mỹ và sạch sẽ cho chiếc Accent này rồi. Đây là vị trí ghế phụ các anh chị nhá. Với mức giá chỉ có 445 triệu đồng và chiếc xe này bên em cũng có hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Con này 2021 thì mọi người chỉ cần bỏ ra tầm hơn 100, tầm 150, 170 là mọi người có thể sở hữu được chiếc Hyundai Accent 2021 này rồi. Vừa xong thì em đã sơ qua phần ngoại nội thất của chiếc xe. Tiếp theo thì em sẽ đi chi tiết về phần khoang động cơ của chiếc Accent 2021 này để mọi người có thể đánh giá khách quan nhất chiếc Accent màu đen 2021 bản số tự động này của showroom bên em. Và mọi người có thể quan sát vào cái khoang động cơ này khá là sạch sẽ này. Các chi tiết con ốc hay là trên thân máy hay ốc trên ụ giảm xóc chúng ta dễ dàng quan sát cụ thể nhất những chi tiết ốc này, màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất. Rất là đậm mọi người nhé. Khoang động cơ quá mới cho một chiếc xe đời cũng gọi sử dụng là đời cỡ là cao rồi. Và bên em thì sẽ cam kết chất lượng cho mọi người, máy số zin, keo chỉ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích ngầm nước, thân vỏ gì nữa mọi người nhé. Cam kết chất lượng cho mọi người. Bên em cũng bao check test cho bên thứ ba, mọi người có thể đem qua các gara ô tô lớn, gara sửa chữa lớn hay là các hãng lớn như là Hyundai, mang trực tiếp ra Hyundai. Bên showroom bên em thì rất là gần Hyundai thôi. Kiểm tra chất lượng xe của chiếc Accent này. Và quan sát là tấm nỉ cách nhiệt bên trên hơi bụi một chút thôi nhưng mà vẫn còn rất là sạch sẽ, rất là mới. Các con ốc này, các chi tiết keo chỉ.
đẹp nét zin, nét căng cho mọi người. Bên em cũng có cầu nâng nhá, có cầu nâng để mọi người kiểm tra khung gầm sexy của chiếc xe một cách tối ưu nhất này. Và như vậy là em đã giới thiệu sơ qua chiếc Hyundai Accent 2021 bản 1.4 số tự động đến từ thương hiệu Hàn Quốc này của Ba Tư Phan vô gầm cao. Với anh chị nào đang nhu cầu tìm cho gia đình mình một chiếc xe chất lượng tốt này, giá cả phải chăng thì có thể tham khảo qua mẫu xe này. Mẫu xe này mà mọi người chạy dịch vụ thì em thấy cũng khá là hợp lý để vừa kết hợp chạy gia đình, vừa kết hợp chạy dịch vụ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Ba Tư Phan vô gầm cao. Mọi người hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất của showroom bên em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại clip giới thiệu xe tiếp theo của Ba Tư Phan vô gầm cao. Anh chị hãy nhớ liên hệ theo số hotline 0964834834 hoặc qua trực tiếp địa chỉ của Ba Tư Phan vô gầm cao, có địa chỉ tại 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.